Anh Sĩ, không có gì trọng hết. Bằng mọi giá mày mang mạng thằng chó nó về cho tao. Dạ. Đường tắt gì mà đi hoài không tới vậy? Thì tranh thủ lúc rảnh dẫn em đi ngắm cảnh. Anh nghi ngờ là khu vực này vẫn còn rất nhiều miệng. Ra nhanh, đứng xuống đó, có cục đá đó. Quái thú gọi. Quái thú gọi. Có ai nghe rõ trả lời hết. Điện thoại của anh mất sóng rồi. Điện thoại em cũng mất sóng luôn rồi. Chết rồi. Anh không để người đẹp chết dễ dàng gì đâu. Bây giờ em chỉ việc bước theo bước chân của anh là. Cái đó là mìn đó anh. Ừ, mìn M16. Em lấy giùm anh cái tre.
hơi xa đó. Em phải nhảy qua đây đó. Đưa tay nhanh. Thấy em giỏi không? Giỏi. Nhưng mà hơi nặng á. Anh ơi, còn nhiều mìn không vậy? Mà lỡ nếu mình đập mìn rồi có bị sao không? Cách duy nhất để đối phó với mình là phải thật bình tĩnh, thả lỏng người ra. Nhưng mà nếu em có căng thẳng quá thì em cứ nhìn vào bờ vai vững chắc của anh nè. Nếu không thì tấm lưng quyến rũ cũng được. Giờ này mà anh còn giỡn được nữa hả? Chuyện khó vậy mà anh còn làm được đó. Anh giỡn cho bớt căng thẳng thôi. Chứ tấm lưng quyến rũ của anh là có thật á. Mừng ghê luôn á, làm sợ muốn chết rồi. Anh xin lỗi nha, anh lớn rồi mà để mấy đứa nít nó dụ. Em có trách anh đâu, anh vừa mới cứu em mà. Mà thiệt tình, anh cứ muốn đóng phim tình cảm với em, không hiểu sao toàn bị đẩy vô tình thế đóng phim hành động không à. Xong xe có anh Phong hư nữa kìa. À, mà chiếc xe này anh chạy mà, đúng không? Cho nên là anh tự làm hư đó nha. Anh tự đền đi. Em không có làm hư đâu. Với lại em hết tiền rồi. Được rồi, anh sẽ trả cho. Nhưng mà em hôn cây son đi. Mà chi vậy? Đưa đây. Anh cũng học cách dùng sao mo giống Linh hả? Em sợ có nhiều người không có đọc được chữ, cho nên vẽ ra cho dễ hiểu á.
Bộ làm thì không gọi được, điện thoại thì mất sóng. Chẳng lẽ mình phải đi bộ vậy hoài hả anh? Chắc là do trục trặc mưa bão hôm qua chưa xử lý xong. Thôi, đi bộ vậy. Tình hình như này, với tốc độ của quân nhân, chắc chiều tới nay là tới. Còn với tốc độ của tiểu thư chắc sáng mai. Hả? Sáng mai hả? Ừ. Trời ơi. Em. Hả? Thế là tụi mình vừa nắm tay vừa đi cho nó đỡ mệt. Thôi, vậy còn mệt hơn á. Nãy giờ còn nóng nữa. Em kỳ ghê á. Dù gì thì tên của anh cũng có trong di ngôn của em rồi. Em phũ phàng quá. Nhớ kỹ lại đi, tôi vừa mới cứu cô đó. Nè, ai là người chở em vô trong đó hả? Lỡ diễn ra hành động thì diễn luôn đi, em không chuyển sang ngôn tình đâu. Nhưng mà nếu như mình có đi đúng đường không vậy? Sao mà sao đi hoài mà không tới? Có bị lạc không? Con ở đây rồi thì không bị lạc đâu. Nhưng mà lỡ như mình bị lạc thì sao? Thì em chỉ cần đứng yên một chỗ, anh sẽ tự đi tìm em. Ai thèm đứng như một chỗ mà chờ anh chứ. Có giỏi á thì đừng có lễ đạp mất em. Cô gái sáng khác chiều khác, thay đổi như trong trống. Hả? Anh nói gì? Cái gì mà sáng chiều? Thì anh nói buổi sáng đã rất đẹp rồi, buổi chiều còn đẹp hơn. Anh xạo được khúc nào hả? Anh nói thiệt đi, anh tán tỉnh bao nhiêu cô gái rồi? Sao phụ nữ tụi em lúc nào cũng thích hỏi mấy cô đó vậy trời? Anh nói có thì không thích, mà anh nói không thì không tin. Ý, ra đường lớn rồi kìa, có xe kìa. Trời xanh quá vàng vậy. Chú ơi, chú ơi. Chắc em không đủ đẹp để sử dụng mỹ nhân kế đâu. Hồi nãy em mới khen em đẹp mà. Xe nữa kìa. Anh có súng nè, cướp xe đi. Thôi, anh đừng có lấy súng ra, anh muốn bị kỷ luật nữa hả? Em hứa là sẽ bắt được chiếc xe cho anh coi, không được lấy súng ra chưa? Có chiếc xe đang tới là anh đứng đó hay chưa? Chú ơi, cho con quá vàng vơi. Đó, em nói mà. Cho con quá vàng vơi. Chú ơi. Anh cướp đi. Yeah! Đã quá! Cuối cùng cũng có xe hóa giang về rồi. Đúng là người nông dân Việt Nam mình là dễ thương nhất luôn á. Lúc nào cũng giúp người. Giờ bữa nãy có đứa nào nổi khùng lên kêu anh cướp xe người nông dân Việt Nam vậy? Em cảm ơn anh vì đã cố em thêm một lần. Từ nay về sau em sẽ tự mình cố gắng sống tốt hơn, bớt đanh đá, bớt hằn học lại. Gì? Tự nhiên nói chuyện xa cách vậy? Biết vậy nãy không cứu em rồi, đứng đó ngắm cảnh tới chết luôn. Nè, cái chuyện như vậy mà anh cũng nói được hả? Anh nghe Ngọc nói là em hỏi Ngọc về công việc của tụi anh hả? Trời ơi, cổ báo cáo nhanh vậy luôn đó hả? Ừ. Ngọc nói là hỏi thẳng em đi. Sao? Ngọc kể cho em nghe những gì rồi? Thì Ngọc nói là Ngọc sợ Sao đi hơn là sợ công việc của Huy đi nhỉ? Như là tụi mình sắp phải xa nhau rồi phải không? Trong danh sách về đất liền lần này chắc là có tên em đúng không? Không có. Tiền hả? Em không có gì. Sao vậy?
Tại anh. Chắc là tại em muốn được. Em đang chuyển qua ngôn tình đó. Em đang tỏ tình với anh đó. Nghe chưa rõ hả? Hay là anh lại muốn nghe trên loa phát thanh cho rõ? Nên anh sẽ cháy những nơi nào em sẽ đặt chân ghét qua. Nếu anh là đại dương kia rất xa, em là trời mây ở bên anh nhé. Và nếu như có một điều ước, anh sẽ luôn luôn ở bên dù trong gai, dù nhọc nhằn dù gian khó không hề chi. Và nếu như được yêu, anh sẽ làm tất cả để dành trọn một ngày được bên em. Thôi vậy, hôm nay mình đi cũng mệt rồi ha. Em về nghỉ sớm đi. Anh cho chồng điểm danh. Anh cũng ngủ sớm. Phương. Hả? Hả? Tối nay về em phải ép cùng bác sĩ Phương mới được. Nhìn thôi là cũng đủ biết hồi nãy họ hạnh phúc cỡ nào rồi. Ôi em ghét cái đám rơm ở trên đầu của họ quá à. Trời ơi, nhìn nhớ lắm. Muốn gỡ hết giùm luôn á. Anh nhìn anh cũng ngứa nữa. Ngứa tai. Anh muốn lấy cái tay của mình đánh vô đích đại quý gì kia 80 cái gì anh ganh tị hạnh phúc của họ. Nghe anh nói em cũng ngứa tai ghê á. Em cũng muốn đánh vô đích đại quý gì kia hả? Quánh ông á. Vui cái gì đâu mà vui. Anh ngủ ngon. Bye. Mày làm cái gì vậy hả? Anh Chi. Anh Chi. Em mang hàng tới cho anh rồi nè. Hơi trễ chút xíu nhưng mà em vẫn mang tới được. Ở đó thông cảm, nó sụp tùm lum lá hết trơn á. Em phải moi móc lắm mới mang ra được cho anh. Nó hơi hư chút xíu nhưng mà không sao. Nhưng rất tiếc, mày đã chết chính xác là 25:30. Anh Chị thông cảm. Anh Chị ơi. Ở đó thiên tai lum lá, em vẫn cố gắng mang tới mà. Anh Chị. Mày có biết giữa thiên tai và chiến tranh giống nhau cái gì không? Đấy là người ta không thể xác định được nguyên nhân của những cái chết, và cũng đéo ai quan tâm đến những cái xác. Anh sĩ, bỏ qua cho em anh sĩ. Em cứu cho anh kêu cái gì em cũng làm anh sĩ. Đừng giết em anh sĩ. Không được. Tao không cần mày làm thêm gì cho tao cả. Mày chỉ cần làm đúng những gì tao dặn. Được. Em sẽ làm tất cả những gì anh dặn em. Chắc chắn anh sẽ. Nhớ đó. Thank you.
Anh Sĩ, không có gì trọng hết. Bằng mọi giá mày mang mạng thằng chó nó về cho tao. Dạ. Bác sĩ ơi, nghe tôi nói bác sĩ ơi. Bác sĩ gì? Tôi y tá, bác sĩ gì? Y tá, tôi thiệt, tôi bệnh thiệt mà. Trời ơi, khổ quá, giúp giùm tôi bệnh thiệt mà. Có chuyện gì vậy chị Mai? Cha nội này nè, hôm qua còn khỏe mạnh bình thường, tự nhiên hôm nay thân bệnh, chắc ngày mai chết luôn á. Nè, gì? À, không phải. À, tôi bị tâm bệnh. Tâm bệnh là sao? Là bị bệnh tim hả? Tim thọng hả? Không phải, nó cũng tự tự vậy đó. Trời ơi, cô biết đâu, cô nhìn thấy rồi đó. Bây giờ nhà máy sụp đổ, công nhân tụi thì chết tùm lum tùm la hết trơn. Tôi nhìn cảnh đó, tôi xót lắm, tim tôi nó như thắt lại vậy đó. Bây giờ đầu óc tôi nó choáng váng sao á, tôi chịu không nổi luôn á. Làm ơn giữ im lặng đi. Phim X-quang và kiểm tra điều khiển của anh đều bình thường đó. Cô ơi, cô không hiểu là cô làm sao cô sử dụng mấy cái thứ mà là cổ lỗ làm sao cô biết được tâm bệnh tôi làm sao hết. Bây giờ tôi phải về Sài Gòn gấp á, để coi cái chụp MRI rồi chụp CT cho nó chính xác hơn, cho tôi về bằng máy bay, không có cano cũng được. Dạ con lạy ba, con nói với ba lần cuối cùng, cạn hết chỗ rồi. Anh tới phòng y tế đặt vé cano hả? Ừ. Bị khùng hả? Nè, tôi nhịn hai bay từ nãy giờ nhiều lắm rồi nha. Hả? Quay biết tao lại không? Giám đốc nhà máy nhiệt điện này nè. Muốn sao? Hả? Sáng tao giờ sao? Mọi người yên đây. Ra ngoài nói chuyện. Cái gì? Mua ra. Nè, quân tử động khẩu đầu thủ nha. Từ nãy giờ tôi không nói tới mặt anh nha. Từ nãy giờ tôi không đụng chạm anh, tôi không đụng chạm tới khuôn mặt của anh nha. Không biết mình vừa đọc bài không? Muốn vào viện làm đúng không? Vậy thì giúp bắt đầu trần nhá. Bây giờ đến tay nhá. Gãy tay hay gãy chân cũng đau hết mà. Vậy à? Hay là chọc thêm một cái nào cho nó lặng luôn thầy. Đừng, cái nó không đau chứ mà. Chết là chết luôn đó. Tôi xin mà. Quay sang phải. Đây, nhìn đây. Nhìn sang phải. Đây. Có nhìn thấy cái cổng hay không? Thấy rồi. Trong vòng 5 tiếng đêm, ra khỏi danh trại cho tôi. Đừng. Hai. Là lính nghe tôi nói nè. Thật ra tôi muốn về Sài Gòn mà tại vì không có tiền. Bây giờ anh biết rồi đó, nhà máy tôi giờ bảo tốt nó sập hết trơn rồi. Ba, tôi không có tiền về Sài Gòn, anh giúp tôi vé đi. Tôi xin anh luôn á. Bốn. Đừng. Anh cần về Sài Gòn hả? Lấy giấy của tôi nè. Bác sĩ Quang không đi thiệt hả chị?
Em và mọi người ráng đợi một xíu nha, chị Phương đang đi tìm á. Có khi nào bị con cha đó giành chỗ không vậy? Gì? Gì? Nè, chị Phương. Phương, sao rồi? Nhưng không tìm thấy. Thôi, mọi người đi trước đi, coi chừng trễ đó. Ủa mà rốt cuộc là Quang nó bị cái gì vậy? Em cũng biết là đang có chuyện gì nữa mà mấy nay cứ thấy ảnh yên lặng, lủi thủi con mình, không muốn nói chuyện với ai hết á. Thôi, đi đi. Làm gì trốn đây vậy? Mọi người lên xe hết chưa? Mọi người lên xe hết rồi. Xe không về. Anh hiểu hết á. Đúng là phụ nữ có bầu họ sẽ nói mụn, người nó mập ra, da nhăn nheo, sẽ xấu đi. Nhưng mà em phải có trách nhiệm chứ. Phụ nữ có bầu khổ lắm. Đàn ông như tụi mình là phải biết thương. Cùng lắm nếu chán quá thì cứ đi vòng vòng. Đi vô Đầm Sen đạp dịch nè. Đi vô Suối Tiên chơi tàu lượn siêu tốc nè. Có điều kiện đi xa hơn là Nha Trang đến Bình Đà Lạt. Việt Nam mình thiếu cha là cảnh đẹp. Ở chi cái đảo này vừa khắc nghiệt, vừa thiếu thốn, vừa xa nữa. Dạ. Em biết ở đây xa. Xa quá không biết cách nào em đi về nữa. Em không biết mình là loại bác sĩ gì. Lúc nào cũng hèn nhát và trốn tránh tất cả. Em nói thiệt đi, giữa em và bệnh nhân tình càng xảy ra chuyện gì đúng không? Nói ra đi, có anh có giúp đỡ được gì không? Dạ. Chuyện này em sẽ kể cho anh nghe sau. Bây giờ dù em có chạy trốn hay là nhờ anh giúp đỡ thì cũng giống nhau à. Em sẽ tự mình giải quyết. Còn nếu mà không được thì em sẽ nhờ anh giúp đỡ. Ủa sao anh chưa xuống? Tôi làm rớt đồ, cho tôi chút thời gian tôi tìm. Anh xuống đi chứ, tôi còn đi chuyến nữa cơ mà. Chắc chắn mà. Đại ca,
Đã tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng mà không thấy nó. Chắc là nó bỏ trốn rồi. Em đã cho người phong tỏa khu này để tìm nó rồi. Thằng chó, mày không thoát đòi tại tao được đâu. Hôm nay giao hàng trễ cho khách VIP. Hiến tế bằng hoa hồng đỏ đi. Tao đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Cứ vậy mà làm. Dạ. Yeah. Rằng đôi mắt hiền lung linh, em như ban mai một ngày bình yên những tia nắng hồng. Em như là thiên thần cho anh niềm tin nơi bắc bài ấy. Yeah, yeah. Nơi anh bắt đầu tìm ra cho anh những nỗi nhớ, anh không có phép màu để đưa em bay ngay đến đây và nhìn em nhé. Nhìn vào đôi môi em hé xinh, rồi đêm xuống chỉ muốn nói đôi lời. Ngủ thật ngon rồi ngày mai anh đánh thức nhé. À ơi, dù em cơn mơ dài, anh đưa em đi xa tận đi. Tao nói yêu thương ngày này nhé. Nhau Duy Kỳ, Bảo Quỳ, và bác sĩ Hoài Phương, tôi muốn nói chuyện với các đồng chí. Đó, anh vừa mới khen cổ đẹp đó. Cái con hồi nãy đâu có nói câu đó đâu. Em không có ghen, nhưng mà ba đồng ý cho hai đứa mình quen nhau. Em có đang nằm mơ không vậy? À. Đại ca, đứng im. Đứng im đi.